Hello mọi người nha, là mình đây, Hưng Nancy đây. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm video đó chính là mình sẽ đi random trái quỷ 10 trái Black Food ở xuyên 1 nha mọi người, để tặng cho những bạn newber luôn mọi người. Mình ra cái gì mình tặng cái đó luôn mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ random luôn nhá. Có một bạn cũng đang xin nè mọi người. Ok, mình sẽ random và giúp bạn đó nha. Coi ra cái gì, mong ra trái ngon mọi người, ra trái ngon farm nó mới dễ. Ok, trái lửa nha mọi người, hệ Loria gì đó mọi người, nói chung là farm rất là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn nó luôn nha. Bạn đứng im đi, mình mới cho được. Đứng im. Ok, ăn đi bạn, ăn đi. Coi bạn nó ăn không nha mọi người, ăn hay là cất đây. Mọi người, mình cho trả quỷ mà bạn nó cất. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ để nói tiếp để tặng cho những bạn khác nha mọi người. Ok, theo chân mình nào. Tình hình là hai tiếng mới random được một lần thì mình sẽ đổi nick nha mọi người. Mình sẽ đổi nick random để tặng cho mấy bạn đó nha mọi người. Ok, có mochi luôn rồi mọi người. Trái cửa nha mọi người. Trái cửa đi farm dịch chuyển các thứ là hơi bị ngon nha. Bạn này hồi nãy mình cho rồi, chắc mình sẽ cho bạn kia mọi người. Đây bạn ơi. Bạn này chê trái quỷ hả? Từ từ, cho bạn kia. Bạn này lấy không? Ok. Bạn này lấy rồi. Các bạn đã ăn không nha mọi người? Ăn luôn mọi người đó. Ok, coi như là giúp bạn đó đi, bạn đó ăn luôn rồi. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi random tiếp nhé mọi người ơi, để giúp cho những bạn mới chơi có thể farm nhanh nhờ trái quỷ các thứ nha mọi người. Thì mọi người thấy series này hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ và đừng quên ấn vào biểu tượng cái chuông nhé mọi người, để mọi người nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nha mọi người. Ok, thì mong mọi người ủng hộ mình để mình đạt 100 người đăng ký và 1.000 người lên 10.000 và 100.000 người được thì lên 1.000.000 luôn mọi người. Ok, mình biết là khó nhưng mà mình sẽ cố gắng ha. Ok mọi người, mình đã hết ạc phụ nha mọi người, và đây là máy ạc clone của mình tạo để đi random mọi người. Thì mình sẽ lấy đi random và tặng mấy bạn newber luôn nha mọi người. Đấy, thì mình cũng đã chuẩn bị hơn một chục ạc đó mọi người. Đấy, thấy mọi người thấy mình tâm lý không? Ok mọi người, đã trái quay. Thì trái này chắc mình tặng mấy bạn newber cũng không lấy đâu ha. Ok, mình sẽ để đây thôi mọi người, để đây thôi. Ai lên nhặt được thì nhặt nha mọi người. Đấy, cho bạn nào lên random hên xui thì nhặt được nha. Bây giờ mình sẽ random tiếp nha mọi người. Tiếp tục thôi nha mọi người, tiếp tục hành trình random thôi mọi người. Như trái quay hồi nãy mình để đây luôn nè mọi người. Hình như chưa có ai bạn nào ra lấy hết á. Để mình ra đâu đây, tiếp theo ra cái gì nha. Trái bom mọi người, trái bom cũng được nè. Mình sẽ để đây luôn nha mọi người, tí nữa mình sẽ chat cho mấy bạn nó lấy nha. Mình thấy server này nhiều bạn cũng mới chơi nè, thịt ngáo đang công dinh gì nè. Mấy bạn mà dưới 10 triệu bounty á, 10.000 bounty á mà mấy bạn nó mới chơi mọi người. Chắc chắn là chưa chắc có trái quỷ. Phải cài lên level 50 á, level 50 thì chắc cũng tầm 20k bounty thì nó mới cho mọi người random á. Ok, bây giờ mình sẽ lấy nick tiếp tục random nha mọi người. Hình như mình mới thấy bạn nào ở đây nè. Bạn đó bay nhảy kìa. Mấy bạn nó lấy không? Lấy chát quỷ. Bạn nó có chát sáng ngon rồi mọi người. Thôi mình random tiếp đây. Bây giờ mình sẽ random tiếp tục nha mọi người. Mọi người cẩn thận nha, mấy bạn newber á, lúc mà random á, coi chừng bị mấy bạn này giết nè mọi người. Nãy mình mới bị xong, bị giết xong mất trái quỷ luôn mọi người ạ. Rất là xui ha. Không biết mình random xong rồi có bị chết không nè. Sợ mọi người ơi. Ok, không xài được kêu vô mình rồi. Mấy bạn mới chơi tội ha. Đây nè, trái ánh sáng nè, mình sẽ cho bạn này nha. Bạn ơi, trái ánh sáng nè bạn. Mà rút nè. Đấy, ok, mình thả ra luôn nha mọi người. Bạn đâu lấy hả?
Hai bạn này chưa biết trời. Trái mà rút nè, trái ánh sáng ngon nè. Rồi, đó bạn đó lấy rồi đó mọi người. Ăn đi bạn. Để mình giúp bạn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi bạn. Ủa, xe vào nước ngoài hả mọi người? Ăn chưa, bạn đó ăn chưa? Các bạn đó lấy rồi mọi người. Ok, tiếp theo mọi người. Trời gì dính theo vào nước ngoài mọi người. Mình à mình ngu tiếng Anh nữa chứ. Ăn là ít nữa. Thôi chắc bạn này ăn rồi. Thôi mình đổi Aqua random tiếp nha mọi người. Tiếp tục nha mọi người. Mình sẽ tiếp tục random nha. Coi lần này ra trái gì ngon hơn trái sáng không nha mọi người. Đó là trái lửa. Lần 2 ra trái lửa tiếp mọi người. Coi có bạn này ở đây không. Để mình tặng có một bạn à. Để mình đưa nha. Phải tặng cho mấy bạn đó mọi người. Bạn này hình như là dung nham hay sao á. Thôi mình cứ tặng đi ha. Đây. Các bạn đã cất hay ăn ta. Mình nghĩ là bạn đã cất rồi. Mình thấy bạn nó chạy xài trái bắt mai rồi. Trái dung nham mọi người. Trái dung nham thì cũng ok. Đúng rồi đúng rồi. Trái dung nham ngon rồi. Ok bây giờ mình sẽ đi ra đâu tiếp nha mọi người. Cứ tiếp tục hành trình thôi. Mình muốn ghép ra server mấy bạn mới chơi á mọi người. Mấy bạn mới chơi nước Việt Nam thì càng tốt, rồi nước ngoài cũng được, không sao hết. Đúng rồi á. Mình đang đi random xong tặng. Đấy. Mình có đây quảng cáo kênh YouTube không ta? Vậy cho tôi hỏi bạn này cute vậy ta. Trời đúng cute luôn á. Nhiều bạn chơi Roblox cute vậy. Ok thôi. Mình đi tiếp random để tặng cho mấy bạn mới chơi nữa nha. Ok. Mình sẽ tiếp tục random nha mọi người. Bạn này cho mình trái quay nè mọi người. Ok mình sẽ random trái gì ngon ha. Mình thấy có bạn nào mình là Kiệt nè. Trái cát nè. Đấy nha mọi người. Đấy là lý do là mình nói là mấy bạn C1 á bị những bạn chơi cũ á ăn hiếp đấy mọi người. Mới ở đâu là bị giết là mất trái ác quỷ mọi người. Thôi lẽ mình làm series mình cầm là ặc chính mình qua giết mấy bạn C1 trả thù rồi. Thôi no mình một người chơi có tâm á. Ok không sao mình sẽ ra đâu tiếp ha. Đó thể hiện làm gì vậy ta? Thể hiện gì vậy ta? Trời ơi. Thôi mình ra đâu để mình cho bạn Kiệt kia kìa. Bạn Minh Kiệt à, mình thấy bạn này mới chơi nè. Mình định tìm bạn đó cho mọi người. Ok. Sau một hồi mình nói bạn ấy nè. Mình đã nhắn bạn ấy lúc ở nick kia mình đang đổi quá mọi người. Mình kêu bạn đó theo mình để mình tặng trái quỷ cho ha. Ok bây giờ mình sẽ tặng á. Mong mà bạn rất tuấn hay đừng đánh mình. Thôi mất. Ok trái cát tiếp mọi người. Đây. Đây đứng yên mình cho nè. Mình chịu luôn á mọi người. Mình chịu luôn á. Mấy bạn chơi có ý thức đi. Ok mọi người, chắc mình vô thêm mục đích để mình đã đâu cho bạn đấy nữa. Ok mình vô rồi nha mọi người, bây giờ mình sẽ đã đâu tiếp để tặng cho bạn đó. Trái là sao phế phải, nãy được trái cát à. Nhưng mà ok mọi người không sao, mình sẽ tiếp tục nha mọi người. Tiếp tục hành trình thôi. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ đánh tiếp nha. Mình thấy server này nhiều bạn mới chơi nè. Ok. Để mình đánh đâu mình tặng luôn mọi người.
Nhiều bạn mới chơi, nhiều bạn mới chơi. Thế là sao hả? Cũng được á. Mình nghĩ cho bạn này vẫn lái á. Ok, thôi mình cứ cho đi ha mọi người. Ơ, bạn này không lấy hả? Nè bạn. Á à. Đây nè bạn, lấy đi. Bạn đã chê. Hay là biết trái cùi chê đây mọi người. Ơ à. Chê hả? Nãy mình đang đông bao nhiêu trái thịt luôn mà bị mấy bạn kia phá mọi người. Tức ghê á. Anh đứng im, đứng im, đứng im. Đứng im. Đứng im coi. Ok bây giờ sẽ đổi đích tiếp thôi mọi người ơi. Lì quá. Tiếp tục nha mọi người. Coi ra trái gì ngon không nha mọi người. Sao mình không thấy ai hết ta. Khác mọi người. Từ mà không biết server này Việt hay là server gì nữa. Brute. Brute. Mà không biết tiếng Anh thì sao. Ok, thôi mình thả ra đi. Bạn nào nhặt được thì nhặt ha. Mình nè có mấy bạn mới chơi nè, mà chắc mấy bạn này qua đảo khác rồi. Đâu. Đảo này không còn ai nữa mọi người. Ok, mình sẽ đi random tiếp thôi mọi người. Tiếp tục thôi mọi người. Để coi đây đâu ra trái gì ngon nha mọi người. Ghép dính theo bờ việc không mà mọi người ơi. Ok, trái ngon đi. Trái phân tắc nha mọi người. Ai lấy trái ác quỷ không? Ra chỗ random nha. Bình vứt ở đó đó. Các bạn đã qua lái không nha mọi người? Ok. Này. Tắt luôn, tắt luôn, tắt luôn. Mình không trả lời. Trái này ngon lắm. Ra rồi biết. He he. Ok mọi người, thì hành trình mình đi random mình tặng cho những bạn mới chơi newbie ở season 1 đó mọi người. Thì chắc mình xin dừng clip ở đây, kết thúc ở đây thôi mọi người. Thì mọi người đã thấy rồi đó. Người mấy bạn mới chơi đã cực khổ rồi, nhiều khi random xong mấy bạn kia đánh một cái là chết. Mọi người thấy có mất công, mất sức, mất thời gian đâu mọi người. Đấy, rất là tội những bạn mới chơi ha. Thì mọi người thấy hay thì để lại cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ và một comment đóng góp ở dưới phần bình luận nhé mọi người. Mọi người có ý kiến gì thì cũng hãy comment để cho mình làm và mình thực hiện ha mọi người. Ok. Thì clip của mình đến đây là kết thúc thôi. Thì bye bye mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé. Ok. Bye bye mọi người. Á đồ. Nó giúp mình luôn. Ok bye bye mọi người nha. Mấy bạn này thật là vui tính.